bò bít. Bây giờ tôi giải thích cái này này. Đúng quá rồi đó. Ở đấy là cái này lắp này nó sẽ thể tự nhiên cái này cũng được luôn. Qua cái cung này. Qua cung này này, quay này. Có thể như đường này, đi xuống này, cung này quay này. Có thể như cái việc sang bên này này, nếu đóng nha này, anh sẽ quay này. Anh hình dung chưa? Đây, 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 sang đây. Có thể đi đường này xuống này đấy thêm đấy này cái này tiêu quan cục này này bỏ nó quay này bỏ nó khớp cái này và cái này khớp đây là còn này hoặc là đi đường này đây hoặc là đi đường này là do cắt các loại gen khác nhau mà là gen mà đi đường nào là cảnh giới gì đó thì đây là nhóm gấp bộ cơ sở này và đây gọi là gấp bồi nhóm cơ sở và nhóm gấp bồi. Thì khi điều khiển cái này anh khớp cái nào là cái tấm quay này gạt cái nó ra này dịch dọc anh khớp cái gạt tiêm cái bằng này là quá cái này sau đó là quá tiêm cái bộ cái này tiêm cái bộ này cái này tiêm cái này đi ra cái này bên này là có hai khả năng anh khớp này cái này cái này cái này cái này sau cái này cái này cái thành bốn bốn tốc độ qua bên này á qua bên này này hiện nay đang vẽ bình răng nơi để bình răng này cái này là có ba đường truyền khi bình răng này này ăn khớp cái này là trục này là trục kiểm ra gen còn khi mà bình răng này ăn khớp bình răng này cái này khớp cái này tức là hai cái để cho nó tải lớn nữa là qua ly hợp siêu việt cái này ly hợp siêu việt thì là kiểm trơn kiểm ra kiểm tra còn trường hợp đang vẽ này, này là không qua liên hợp với việc cái này nối trực tiếp đi thẳng đây là trục sơn là cắt gen mặt đầu gen áp xích vào đây là ba đường truyền là trục gen trục dịch me trục sơn còn đây là cả cái kết cấu cố định đó đúng không còn đây trong này liên hợp siêu việt là cái anh đã có rồi, anh biết rồi, đọc công sách. Còn cái này là có cái bôi trơn. Bôi trơn là phải có cái bơm. Ở đây là cái bơm. Bơm cái tông, cái tông này. Cái tông này. Cái tông đang vẽ sát này. Cái tông này vào răng này. Ví dụ như này. Đang hợp dưới. Đây là cái cam anh nhìn luôn nha bạn đã khi vẽ mà nằm trên đỉnh này là cái trong năm tiếng này rồi này vẽ nó sai đấy này bạn đã vẽ sai này mà đã vẽ này thì vẽ cái này thấp xuống cái này này đấy, cái này cái con cái này to lên này đang nằm vị trí thấp mà còn khi mà nó đỡ vị trí cao nó đẩy cái trong lên trên thôi anh hình như tưởng tượng nó chưa rồi con đường ống này này nó thẳng từ dưới này này ống hút này cứ cho đây này chỗ đây này ống hút này hút dâu này thì cái anh dung này khi trục này quay thì cái tông này cái tông đi lên đi xuống này nó so này lên xuống thì bây giờ giả sử nhé khi đi xuống đi xuống là cái buông này áp suất chân không thể tích này tăng này khi đi xuống áp suất chân không buông này, này thì nó hút viên bi đi lên hút viên bi đi lên và nó hút dầu từ dưới từ hút dầu từ dưới này vào buông này khi cái tăng đi lên áp suất tăng lên thì cả nó đóng lại mở cái này ra mở cái bi này ra đẩy cái bi ra
rồi dâu đi qua đường này, chạy xuống mạng này. Để nó thức ra cái chân đấy thôi. Chạy xuống cái mạng này. Bên này này, chạy xuống cái mạng này. Sau đó anh thấy cái ống này, nó xuống, xuống đấy. Quay phù băng bước chân. Hiểu gì không? Tức là một dâu từ dưới đây này. Như vậy là thì này là cái gì đó bị dâu này. Toàn bộ này, dâu thông nhân. Còn đây là một khảo dâu này. Còn vì sao là cảnh này nó làm to lên cao này. Để cầm nó động đấy, nó không để cầm. Chứ có cảnh nó sọc này, cầm bật. Sau thời gian nó cái như này để chạy. Vẻ ra thì nó rõ. Vẻ ra thì giải thích nó gì. Cầm khóc thôi, mình lấy mình cắt cái này dài, mình vướng lên mình cắt cái này. Ổng có thể ăn cống cái này, chứ chắc là thẳng. Nhưng mà anh dài nên anh vướng lên đi. Hoặc là vẻ cái đường chậm nó vẻ thế này, mà không vẻ thôi. Đấy là cái kia, cái này phải tìm hiểu. Rồi cái này không phải là quên, mình cái là cắt ra chính xác. Khi cắt lên chính xác, là đi thẳng. Đi ăn này. Cái ly hợp này đóng này. Ví dụ này nóng này, là tiền Việt Nam cũng nóng quá nhiều mình dẫn đến đường sản xuất cao. Lúc nào muốn thay đổi thì được khen thì dùng bệnh nhân như thế. Thầy đó, thầy giáo, thầy đó gọi gì nữa không? Còn cái cục này là cục liên quan đến cái hệ thống điều khiển. Cái này là liên quan đến bệnh nhân giả, bệnh nhân thay thế. Còn cái này liên quan hệ thống điều khiển, hệ thống điều khiển mấy bệnh thôi. Mình chỉ nói được thôi, cục này điều khiển. Cục này là cái này như tay gạt. Cục này không liên quan đến chuyên đồng đấy. Chẳng có là gắn cho tay gạt với tay quay. Còn cục này liên quan đến bộ phận điều khiển. Cái này liên quan đến bệnh nhân thay thế giả và nhân thế. Được chưa? Tìm hiểu tu nhiệt hiệu. Cái này bây giờ cái này cái để thêm cái gì như là cái tìm nghe này, tìm hiểu này để vẽ cái ly hợp siêu việt cho cả sách. Thứ hai là vẽ cùng cái cùng cục này bắt cùng cái răng chấm này đi cùng răng này. Cái đó là máy phong, cái là máy file. Chưa máy tiện đang viết. Được chưa? Nhóm này về hai cái này được chưa? Tách ra cho về gì? Tìm cách mà tách ra. Với bàn giày cái chỗ đó thôi. Bây giờ tìm cách mà tách ra. Tách nó đi. Tách ra. Và đưa vào chứng minh. Chuyển qua vay buộc. Và đưa vào chứng minh. Khai văn bản. Đưa vào chứng minh. Đó, thế là lấy trong cái tách ra. Thậm chí là lời làm cái này luôn. Tách ra. Tôi chẳng có gì Đi nhưng hệ pick không hiểu đọc theo cái số này dân quốc tế dân anh dân quân dân pick dân bắt đầu dân phân đài dân gì đầu mối dân vùng trong này có hiện tượng cái đâu này lấy sơ đồ đồng nã đọc sơ đồ đồng một cái số có hết rồi được rồi nếu bạn bè đây bạn bè khác đấy các anh có gì sai không bạn khác không bạn tên của lộc những cái nhầm định bạn thắng vào vụ đấy. Đây là cái chúng nó có cái là cái tập trực nhau.
Làm nhau hết. Đây có 30 tấm nữa, làm như thế nào? Tôi không còn 30 tấm, đây không còn 30 tấm. Anh bảo thì là cái tiêu diệt. Tiếp. Không đâu, không từ tìm hiểu, không từ những tập không. Em mới nói là em... Được chưa? Rồi, được rồi.